Lời tâm sự lấy vợ là gái quán bar, ngoại tình một lúc với hai người đàn ông. Ngày đó tôi quen cô ấy ở quán bar. Đó là một cô gái khá xinh xắn và dễ thương, nhìn thì không có vẻ gì là dân chơi. Thấy cô ấy không nhảy nhót uốn éo gì nên tôi cũng đã thấy ấn tượng tốt. Tôi có gặp lại và tiếp chuyện khi mà cô ấy ngồi uống bia. Chúng tôi làm quen nhau và tiếp chuyện rất vui vẻ. Tôi đã chủ động xin số điện thoại của cô ấy. Và sau đó buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã nhắn tin cho nhau rất vui và thoải mái. Tôi không ngờ người con gái đó lại có cách nói chuyện vui vẻ và dễ chịu như vậy. Nhìn bề ngoài thì cô ấy không giống một người ăn chơi chắc tán, thường hay vào quán bar để giải sầu. Từ đó tôi thường xuyên hẹn hò cà phê với cô ấy nhiều hơn. Sau nhiều lần tiếp xúc, chúng tôi đã cảm tình và yêu nhau. Nhưng một ngày đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi lại thấy không ưng, không hiểu mắt các cụ thế nào mà lại nhìn ra đó là một cô gái không nghiêm túc, có vẻ ăn chơi và hơi lẳng lơ. Tôi thì bảo là bố mẹ cứ nghĩ như thế, chứ từ ngày con quen người con gái đó, con chưa thấy cô ấy có biểu hiện gì là người lẳng lơ cả. Và lại gia đình nhà cô ấy cũng bình thường, chẳng khá giả gì, nên con lại càng tuyệt đối tin rằng cô ấy lên Hà Nội là để học và lập nghiệp. Ngày đó cô ấy chỉ làm công việc văn thư lưu trữ bình thường. Nhưng rồi khi tôi yêu cô ấy, tôi đã nhờ người quen xin giúp một công việc tốt hơn. Đó cũng là điều mà cô ấy lại càng muốn gắn bó với tôi hơn. Tôi có bất chấp việc bố mẹ ngăn cấm, quyết lấy bằng được người con gái đó làm vợ. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có một đám cưới linh đình. Lấy nhau được 2 năm, tôi và cô ấy vẫn chưa có con. Bố mẹ cũng giục nhiều vì ông bà nội rất mong có cháu bé. Và tôi thực sự cũng rất mong được làm cha. Nhưng mãi cũng chẳng thấy tín hiệu gì của con cái. Tôi cũng lo lắng giục cô ấy đi khám nhưng lại chẳng có kết quả gì. Tôi thì nghĩ rằng có lẽ vợ tôi cũng đang chịu rất nhiều những áp lực về việc chưa có con, nên bản thân cũng không dám thúc giục gì nhiều, chỉ mong cô ấy có thể đảm bảo được sức khỏe thật tốt. Bởi vì chuyện con cái cũng không phải cứ muốn là được, con cái còn là do của trời cho nữa, nên tôi cũng cố gắng không tạo thêm những áp lực cho vợ. Thế rồi đùng một hôm khi đang cùng với sếp đi công tác ngang qua một con phố, thì tôi bỗng gặp một người phụ nữ rất giống với vợ của mình. Loáng thoáng nhìn qua, tôi nhận ra ngay chiếc váy mà cô ấy đang mặc. Bởi vì năm ngoái tôi đã mua tặng cô ấy dịp sinh nhật chiếc váy này. Đúng thời điểm tôi đi qua cũng vừa là lúc vợ tôi đang bá vai khoác cổ với một người đàn ông trung niên bước ra từ một chiếc siêu xe đi vào một khách sạn ven đường. Nhìn qua tôi nhận ra ngay đó chính là sếp của cô ấy. Người đàn ông này tôi đã từng gặp trong một bữa tiệc liên hoan cuối năm của công ty cô ấy, khi mà mời cả vợ hoặc chồng của những nhân viên trong công ty. Tôi nhận ra ngay ông ta, bởi vì tôi còn nhớ trong buổi tiệc đó, ông ta đã đến mời tôi một ly rượu và còn không ngớt lời khen ngợi tôi có một người vợ đẹp mà lại ngoan hiền đến như vậy. Nhìn qua thấy cảnh tượng đó nhưng mà lại đang tháp tùng sếp đi công chuyện, nên tôi cũng không dám nhờ sếp có thể dừng lại để có thể vạch trần được tội ác của cô ấy. Trở về nhà sau chuyến công tác, tôi vẫn im lặng không nói gì, coi như chưa hề biết chuyện gì, để cô ấy tự lòi đuôi cáo ra. Có buổi tối cô ấy nói đi sinh nhật bạn, ăn diện rất đẹp và đi. Tôi có đi theo và thấy cô ấy ôm vai bá cổ một cậu thanh niên rất trẻ. Cậu này tôi cũng đã từng gặp mấy năm trước, khi mà chúng tôi quen nhau trong quán bar. Đây chính là nơi cũ, nên cô ấy cởi phăng chiếc áo ngoài ra, mặc đồng một chiếc váy mỏng tang và gợi cảm, nhảy nhót như điên dại, uống bia, hút thuốc và ôm người đàn ông kia rất tình tứ. Rồi sau đó họ đã đi nhà nghỉ với nhau khoảng tầm lúc 12 giờ đêm. Thế là ở cơ quan có một ông sếp và ở quán bar thì có một cậu thanh niên trẻ nữa. Vợ tôi đã ngang nhiên ngoại tình với hai người đàn ông này hay sao? Cô ta là loại người gì vậy? Lẳng lơ, dâm đãng, đúng như lời bố mẹ tôi đã nói năm xưa. Tôi không biết ngoài hai người đàn ông này, vợ tôi còn qua lại với bao nhiêu gã nữa, và cũng đã từng có những mối quan hệ bất chính với những ai trong quá khứ. Vợ không ngoan hiền như tôi nghĩ, nhảy nhót, hút thuốc và rượu bia. Còn cái hôm tôi gặp vợ, có lẽ chỉ là chiêu thức câu trai của cô ấy, hoặc là vào đúng hôm mà cô ấy không có hứng mà thôi. Giờ thì tôi mới sáng mắt ra, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Người lớn nói chẳng bao giờ sai. Tôi quyết định ly dị vợ
và đưa những tấm ảnh mà tôi bắt quà tang cô ta cùng với người tình vào nhà nghỉ. Vậy là chấm hết một cuộc hôn nhân tẻ nhạt và giả dối. Giờ thì tôi trở thành một người đàn ông tự do, không vợ cũng không con. Tưởng rằng bản thân mình có thể tự quyết định được hướng đi của cuộc đời mình, có thể tìm được một người phụ nữ toàn tâm toàn ý đi cùng mình đến hết cuộc đời, sinh những đứa con khỏe mạnh và bụ bẫm. Bây giờ tan tành hết, chẳng còn ai nữa cả. Đúng là lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng của cả một cuộc đời, cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định của mình. Bởi vì lấy một người vợ không tốt thì cả phần đời còn lại của người đàn ông coi như toàng. Lời tâm sự: vợ trẻ noi gương, chồng ngoại tình, với anh nhà sát vách. Suốt những năm học phổ thông, tôi nổi tiếng là đứa con gái mạnh mẽ. Dù bề ngoài tôi cũng rất ra dáng là phái đẹp, với mái tóc dày đen và phủ kín bờ vai, đôi mắt trong veo mà bạn bè vẫn thường hay bảo tôi là đôi mắt biết nói. Phát huy tính mạnh mẽ và tự tin, tôi một mình khăn gói vào Sài Gòn nhập học khi mà đỗ vào trường đại học kinh tế. Giữa cơ man, nào là những nam thanh nữ tú từ khắp mọi miền đất nước đổ về thành phố lớn để tựu trường, tôi chẳng bỡ ngỡ gì mà chấp cơ hội để chen lên phía trước, chứ không chịu xếp hàng theo thứ tự. Vậy mà bất ngờ một giọng nói nhỏ nhẹ: bạn vội thì cứ đăng ký trước, mình chờ một chút cũng không sao. Câu nói đó thực sự khiến tôi thấy mình có lỗi. Rồi như một cái duyên trời định, tôi và Tiến, chàng thanh niên đẹp trai, lịch lãm, có giọng nói trầm ấm, ngọt ngào và dễ thương của người phương Nam, đã nhường nhịn tôi ngày nhập học đó, đã kết thành một cặp trai tài gái sắc với sự ủng hộ của bạn bè cùng khóa. Nhoáng một cái đã tốt nghiệp ra trường. Sau khi cả hai đã có công việc làm ổn định tại Sài Gòn, chúng tôi được gia đình đôi bên công nhận dâu sẻ bằng một đám cưới đầm ấm và vui vẻ. Chưa đủ điều kiện để có chỗ ra ở riêng, vợ chồng tôi bằng lòng với căn phòng khép kín trong dãy nhà trọ tương đối rộng rãi và sạch sẽ. Chồng tôi vẫn tính như vậy, hiền lành, thương người và khéo tay trong việc sửa chữa những dụng cụ điện trong nhà, nên chẳng mấy mà cả dãy trọ đều biết đến tài lẻ, rất cần cho mỗi gia đình của chồng tôi, và họ cũng không ngần ngại cứ nhờ vả chồng tôi. Rồi cũng qua mấy lần Tiến nhận sửa, khi là cái quạt, khi là cái nồi cơm điện cho đôi vợ chồng làm ở khu công nghiệp có phòng trọ sát vách với nhà chúng tôi, nên chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Cặp đôi đó ngược với tôi và Tiến, khi mà Tường là trai Bắc, còn Vi thì lại là gái Nam chính hiệu. Vi nhỏ hơn tôi 3 tuổi và họ cũng mới cưới cách đây chưa lâu. Anh Tường điềm đạm, ít nói, còn cô Vi thì nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê và luôn luôn nói cười, rất thân thiện. Thế mà đủ một cái, Tường báo tin sét đánh cho tôi là vợ anh ta và chồng tôi có mối quan hệ bất chính với nhau khi anh ta đi làm đêm, còn tôi thì vắng nhà do về miền Bắc dự đám cưới của em họ. Tường bảo là anh chưa lộ chuyện vì mới biết qua lời hàng xóm. Anh muốn tôi cùng với anh theo dõi sát sao để níu kéo hạnh phúc hai gia đình. Cám cảnh cho cả Tường lẫn thương bản thân mình khi nghĩ đến một ngày nào đó tôi và chồng dắt nhau ra tòa đường ai nấy đi, trong khi hôn nhân của chúng tôi còn chưa kịp kỷ niệm được một năm ngày cưới. Nên tôi đã đồng ý hợp tác với Tường. Hàng ngày khi Tường và tôi có thời gian rảnh và căn cứ vào những dấu vết nghi ngờ là chồng tôi hẹn hò cùng với vợ Tường, là chúng tôi lên đường đi làm nhiệm vụ ngay. Thế rồi cái câu có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó đã vận vào tôi và Tường, khiến cho chúng tôi cảm nhau ngày một nặng hơn. Để đến khi tôi không thể phủ nhận, không thể làm chủ được bản thân mình nữa, và ngã vào vòng tay của anh hàng xóm sát vách trong cái khách sạn khá xa thành phố. Khi biết tôi ngoại tình với Tường, Tiến đã gào lên đau đớn. Anh vơ tay thành quả đấm vung về phía tôi, nhưng rồi có lẽ thấy mình đuối lý khi mà tôi đưa ra bằng chứng chồng tôi đã nhiều lần lừa dối vợ để cùng với vợ Tường bồ bịch lăng nhăng hết khách sạn nọ đến nhà nghỉ kia, nên Tiến đành lặng lẽ buông tay, đổ phịch xuống ghế một cách bất lực. Thế là xong cái viễn cảnh hai gia đình hàng xóm thân thiết với nhau, mà mọi chuyện lại vỡ toang vỡ lở khi mà chồng người nọ lại cặp bồ với vợ người kia. Tôi nghĩ rồi, cũng chỉ là sự học tập nhau thôi. Chồng tôi với vợ anh ta chẳng đoan chính,
thì có lý do gì mà có thể bức ép chúng tôi khi phát hiện ra chuyện này? Tôi đã chảy cối gãi ngang với chồng mình như vậy. Chồng tôi tuyệt vọng. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình có lỗi ít nhiều. Thế nhưng cũng khó mà có thể trách được bản thân tôi. Khi mà tôi và Tường cứ suốt ngày về cùng với nhau, đi tìm hết ở khách sạn nọ đến nhà nghỉ kia khi có dấu hiệu nghi vấn giữa hai con người họ. Bây giờ chuyện đã đến cơ sự này, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng không biết được rằng mình có đủ tư cách để níu giữ cuộc hôn nhân này nữa không. Cũng không biết được rằng hai bên gia đình chúng tôi còn có thể nhìn mặt nhau được nữa không. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ phải chuyển chỗ trọ. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến các bạn lời tâm sự của người đàn ông đầu tiên trong câu chuyện về việc kết hôn với một người phụ nữ. Bố mẹ anh ấy thì cũng đã có những ngăn cản về việc kết hôn với người phụ nữ này thông qua những dấu hiệu mà các cụ có thể nhận ra rằng đây là một người đàn bà sẽ không đoan chính. Thế nhưng anh ấy thì lại kiên quyết lấy bằng được cô ấy và mong muốn mang lại cho cô ấy một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, êm ấm và yên ả. Thế nhưng người phụ nữ này thì lại hoàn toàn trái ngược lại với những mong muốn của anh khi mà lại cặp bồ với ít nhất là hai người đàn ông mà anh đã phát hiện ra. Sự lựa chọn ly hôn cho người đàn ông cho câu chuyện này là đúng đắn. Thế nhưng anh ấy cũng cần phải vực dậy lại tinh thần, không nên mất niềm tin vào phụ nữ, cần phải tiếp tục bước tiếp, bởi vì thực sự là vẫn còn rất nhiều những người phụ nữ tốt nữa. Nếu như anh chân thành và chịu khó tìm kiếm thì tôi tin là anh cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình. Còn người phụ nữ trong câu chuyện thứ hai, chị ấy và anh hàng xóm đã không thể nào mà kìm lòng được những giây phút khi ở bên nhau, khi mà cả hai đang đều trong bối cảnh bị người bạn đời của mình phản bội và lại cứ cùng với nhau rong ruổi ngoài đường, rồi lại đi hết khách sạn nọ đến nhà nghỉ kia. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và chính vì vậy họ đã ngã vào vòng tay của nhau lúc nào không hay. Bốn người trẻ trong cuộc sống hiện đại, hai cặp vợ chồng cứ người nam kẻ bắc, thế rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Và bây giờ khi mọi thứ đã diễn ra như vậy thì họ cần phải làm gì để đối mặt với sự thật, để có thể vượt qua được những chuyện này đây? Còn nên tha thứ cho nhau bởi vì không một ai trong câu chuyện này đúng đắn cả, hay là cho nhau những lối đi riêng và dành tặng nhau những bài học sâu sắc trong cuộc sống hôn nhân gia đình? Rất mong nhận được lời khuyên từ phía các bạn đối với những bạn trẻ trong câu chuyện này, cũng như với người đàn ông trong câu chuyện đầu tiên, để anh ấy sớm có thể vơi bớt đi nỗi đau và quên đi người vợ lăng loàn, chắc nết của mình. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.